kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Trình Quý Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên các bản làng, xã thị trấn huyện Quý Châu. Xã Châu Nga đạt 84,5 điểm, đủ điều kiện đề nghị Ủy ban dân tỉnh công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 2020 lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Với thông điệp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngay trong ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2016, huyện Quỳ Châu đã có 608 người đăng ký tham gia và đã hiến được 364 trên 232 đơn vị máu, vượt 132% chỉ tiêu tỉnh giao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016. Ngày 14 tháng 11, đồng chí Phan Đức Đồng, tỉnh ủy viên, trưởng ban nội chính tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Cùng tham dự ngày hội có đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể huyện và địa phương cùng đông đảo bà con trên địa bàn xã Châu Tiến. Năm 2016 là năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Nhân dân bản Hoa Tiến 2 xã Châu Tiến đã biết đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Toàn bản có 173 hộ với 849 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Toàn bản hiện có 4 hợp tác xã, đó là hai hợp tác xã làng nghề thổ cầm, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hải Hà, đã xây dựng được cánh đồng mẫu lớn. Nhiều mô hình phát triển như mô hình trồng bí xanh, trồng mía, chăn nuôi, làm tốt công tác vận động, bà con hiến đất, góp tiền, góp công làm đường giao thông nông thôn. Đến nay đã hoàn thành 100% tiêu chí đường giao thông nông thôn. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa đã được hình thành và phát triển liên tục, thực sự là một phong trào mang tính quần chúng rộng rãi, tiếp tục phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa thái. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2016 có 162 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa quan tâm đến việc học của con em. Đặc biệt, năm học vừa qua, bản có 5 cháu đậu các trường đại học cao đẳng. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Đức Đồng đã biểu xương, khen ngợi tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của nhân dân bản hoa tiến hay. Đồng chí mong rằng, nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được. Từ mấy năm nay, bản Hoa Tiến được huyện Quỳ Châu chọn làm điểm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái và phát triển du lịch cộng đồng, góp phần tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Vì vậy, cần tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều thành tích hơn nữa để người dân nơi đây có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển chung của huyện miền núi Quỳ Châu. Nhân kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Đức Đồng tặng bức ảnh Bắc Hồ và bác Tôn cho cán bộ và nhân dân bản Hoa Tiến Hai. Đồng chí Lang Văn Chiến tặng quà cho các khu dân cư của xã Châu Tiến. Dịp này, có 15 hộ nghèo trên địa bàn xã Châu Tiến được trao quà hỗ trợ. Trong đó, có 10 xuất quà của tỉnh và 5 xuất quà của huyện Quỳ Châu gia đình ông Nguyễn Ngọc Lân ở bản Minh Tiến được tặng nhà đại đoàn kết. Cũng tại lễ kỷ niệm, cán bộ bản Hoa Tiến 2 đã phát động và ký cam kết thi đua trong toàn thể nhân dân cùng xây dựng bản làng phát triển văn minh, giàu mạnh. Sau khi cán bộ bản Hoa Tiến 2 phát động và ký cam kết thi đua năm 2017, các đại biểu tham dự đã trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa của bản và vui hội cồng chiêng cùng dân bản. Sáng ngày 17 tháng 11, kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Bản Tân Tiến, xã Châu Nga đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự và chung vui với bà con Bản Tân Tiến, có đồng chí Lang Quốc Dũng, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lang Văn Xuân, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Lang Thanh Duyên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Trong năm 2016, Bản Tân Tiến đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa trong khu dân cư đạt 81%, tỷ lệ hộ nghèo trong bản đã giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và sử dụng điện chiếu sáng, 100% trẻ em được đến trường, 98% người tham gia bảo hiểm y tế. Phát biểu tại ngày hội Đồng chí Lang Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương ghi nhận những thành tích của đơn vị Bản Tân Tiến. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đó, đồng thời tập trung sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh. Trong dịp này, Thường trực Huyện ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã trao cho đơn vị Bản Tân Tiến 4 triệu đồng. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện trao tặng 5 xuất quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 500 000 đồng. Hỗ trợ 15 triệu đồng tu sửa nhà cho gia đình ông Vi Văn Sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng tại lễ kỷ niệm, cán bộ bản Tân Tiến đã phát động và ký cam kết thi đua trong toàn thể nhân dân cùng xây dựng bản làng phát triển, trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa của bản và vui hội cồng chiêng cùng dân bản. Sáng ngày 16 tháng 11, kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, đồng chí Ngô Đức Thuận, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã đến sự và chung vui cùng bà con bản kẻ bọn xã Châu Hạnh. Cùng dự có đồng chí Lang Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Vi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2016, Bản Kẻ Bọn đã tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sôi nổi tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 gắn với nghị quyết của đảng các cấp. Đẩy mạnh cuộc vận động làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, xoa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Đức Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương ghi nhận những thành tích của cán bộ, nhân dân bản kẻ bọn đã đạt được trong thời gian qua. Đề nghị trong thời gian tới, bản kẻ bọn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo cũng đã trồng cây lưu niệm tại nhà văn hóa bản kẻ bọn. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã trao năm suất quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng, hỗ trợ 15 triệu đồng sửa nhà cho gia đình bà Lang Thị Phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 2 triệu đồng cho đơn vị bản kẻ bọn. Thường trực huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện cũng đã trao cho bản kẻ bọn 4 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Hạnh trao tặng 3 suất quà cho các gia đình khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Sáng ngày 14 tháng 11, chương trình Thương miền Trung do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An kết hợp với Quỹ Hiểu về trái tim, khu vực miền Bắc và công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Hồng Loan đã đến thăm và tặng quà cho các hộ dân trẻ em vùng khó khăn bị ảnh hưởng do lũ lụt ở huyện Quỳ Châu. Về sự có ông Phan Sĩ Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, đại diện Quỹ Hiểu về Trẻ Em khu vực miền Bắc. Trong dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng cho các hộ gia đình và các em học sinh của hai xã Châu Hội và Châu Bình 1.142 xuất quà với tổng trị giá 350 triệu đồng. Trong đó, trao cho các gia đình ở bản Thung Khẳng, bà hốc của xã Châu Bình 207 xuất, và bản đơn, bản tàn 1, tàn 2, bản sớn, bản khứng của xã Châu Hội 464 suất. Mỗi suất gồm một thùng mì tôm, 4 lớp sữa, một chai nước mắm, hai bịch muối, một chai dầu, một bịch bánh và một bình sữa nhiệt. Đồng thời, đoàn cũng đã trao 473 suất quà cho các em học sinh trường Trung học phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Hội Nga. Mỗi suất quà gồm hai lớp sữa, một hộp bánh và một chiếc chăn. Được biết, đợt mưa lũ ngày 14 tháng 9 vừa qua đã gây ra thiệt hại về tài sản và hoa màu cho nhân dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Ước tính thiệt hại gần 300 tỷ đồng. Đây là những món quà ý nghĩa nhằm động viên, chia sẻ, giúp đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2016, Sở Y tế Nghệ An lên thẩm định về xã Châu Nga đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Kiểm tra thực tế và chấm điểm quá trình thực hiện 10 tiêu chí và 50 chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế trên các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, tăng thiết bị, công tác khám chữa bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, dân số kế hoạch hóa gia đình. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của xã Châu Nga với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Châu Nga cần hoàn thiện cơ sở vật chất khám chữa bệnh, tuyên truyền vận động người dân vệ sinh môi trường làng bản, cần phân loại và xử lý rác thải đảm bảo tiêu chuẩn tại trạm y tế, thực hiện việc phân loại rác thải ngay tại gia đình, đưa các thiết bị y tế do các dự án vào làm việc, thực hiện tốt công tác truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tỷ lệ mất cân bằng giới tính, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học. Qua thẩm định cho thấy, xã Châu Nga đạt 84,5 điểm, đủ điều kiện đề nghị Ủy ban dân tỉnh công nhận xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020 nâng tổng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế của Quỳ Châu lên 10 trên 12 xã thị trấn. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2016, sáng ngày 14 tháng 11, Ban Thường vụ huyện Đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Quỳ Châu và trường Trung học cơ sở Hạnh Thiết tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại trường trung học cơ sở Hạnh Thiết. Tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên và các em học sinh đã dành phút tưởng niệm các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông. Tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2015 đến ngày 15 tháng 11 năm 2016, trên địa bàn huyện xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người và bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ giảm 1, số người chết giảm 1, số người bị thương giảm 2. Tại buổi lễ, các em học sinh trường trung học cơ sở hành thiết còn được đội cảnh sát giao thông công an huyện Quỳ Châu tuyên truyền về một số luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đối với xe máy và đặc biệt là xe đạp điện, về văn hóa khi tham gia giao thông, đồng thời trả lời các câu hỏi, thắc mắc của các em học sinh khi tham gia giao thông. Sáng ngày 15 tháng 11, tại trường tiểu học Châu Hội 1, Hội Bảo trợ Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi huyện Quỳ Châu đã trao 3 rút quà cho học sinh. Trong đợt này, ba em học sinh khuyết tật của ba trường gồm trường tiểu học Châu Hội 1, trường tiểu học Châu Hạnh 2, trường tiểu học Châu Bình 1 đã nhận được số tiền trị giá 1 triệu đồng, một bộ quần áo đồng phục. Ba học sinh khuyết tật được tặng quà đều thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ của Hội Bảo trợ Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi huyện trao đợt này sẽ giúp đỡ một phần cho chi phí học tập cho các em tiếp tục vượt khó vươn lên học giỏi. Với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngay trong ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2015, huyện Quỳ Châu đã có 608 người đăng ký tham gia và đã hiến được 364 trên 232 đơn vị máu, vượt 132% chỉ tiêu tỉnh giao. Số máu này được chuyển về Trung tâm Huyết học tỉnh Nghệ An dự trữ để cứu chữa người bệnh. Ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm bạn trẻ đến từ 12 xã thị trấn của huyện Quỳ Châu đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Thông tin, tham gia xếp hàng, chờ đợi để được hiến máu nhân đạo. Tại khu vực hiến máu, các nhân viên y tế hoạt động tích cực để tiếp nhận những đơn vị máu từ những tình nguyện viên. Ngày hội ước tính tiếp nhận 1.500 đơn vị máu. Vợ chồng anh Đào Minh Đức và chị Vi Thị Bé, Khối Hoa Hải, thị trấn Tân Lạc đã có mặt từ rất sớm để tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo. Anh tâm sự, hôm nay tham gia ngày hội để mong chia sẻ sức mình với xã hội. Mỗi con người trong chúng ta Hãy làm một việc tốt thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đến tham gia với ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2016 thì bản thân tôi thấy rất vui và rất hạnh phúc vì biết rằng đây là một nghĩa cử cao đẹp với một phương châm là một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Với bản thân tôi là cán bộ đoàn viên thanh niên thì chúng tôi muốn làm một cái việc gì đó. À, với cái giọt máu của chúng tôi hôm nay đây tuy nhỏ bé nhưng biết đâu nó là những cái giọt máu rất là quý để cứu được những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn gặp uh, tai nạn uh, kịp thời uh, chúng tôi mong muốn được giúp đỡ mọi người nhiều nữa thì cũng qua đây thì uh, chúng tôi cũng muốn làm tuyên truyền đến tất cả các cán bộ đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên và đặc biệt nữa đó là quần chúng nhân dân tham gia tích cực hơn nữa cho phong trào hiến máu tình nguyện đây là lần thứ tư là hiến máu thì lại cảm giác 10 lần hiến máu thì rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Một giọt máu thì rất là quý nên là khi mà một giọt máu cho đi thì hy vọng rằng là giọt máu của mình sẽ đến được với những người thực sự rất cần máu và sẽ cứu sống, hy vọng cứu sống được. Những người. hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Chính vì vậy, sự kiện này được quý châu tổ chức thường niên và được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình từ phía lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và tầng lớp thanh niên trên toàn huyện. Với thông điệp mỗi giọt máu, một tấm lòng, chương trình năm nay đã thu hút trên 600 người tham gia là các cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các thanh thiếu niên, thu được 364 trên 232 đơn vị máu góp phần đem lại sự sống quý giá cho các bệnh nhân. Ngày hội không chỉ là nơi hội ngộ, giao lưu của tầng lớp thanh thiếu niên, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, mà còn là dịp để góp phần kết nối cộng đồng trong tình nhân ái và trách nhiệm. Là một trong những điểm nhấn quan trọng đưa hoạt động hiến máu tình nguyện phát triển đồng đều tại các địa phương trong toàn tỉnh cái hiến máu cứu người đã thành một phong trào sâu rộng trên khắp cả nước đặc biệt là tỉnh nghệ an chúng ta thì đã phổ kín các cái huyện tham gia cái hiến máu tình nguyện và trong cái tương thân tương ái thì chúng tôi cho là cái hiến máu cứu người là một nghĩa cử tình nguyện nhân ái nhất bởi vì nó rất là thiết thực rất là cụ thể và đến nay thì mọi người dân từ miền xuôi đến miền ngược cũng như là tất cả các cái huyện hành trình chúng ta đã đều làm tốt công tác này. Đó là nhờ sự lãnh đạo của các cấp chính quyền. Đặc biệt là cái ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp của tỉnh. Với huyện Quy Châu thì dự kiến ngày hôm nay chúng ta để tiếp nhận 350 đơn vị máu, trên chỉ tiêu được giao là 220. Và với cái không khí rất là sôi nổi tình nguyện viên rất là uh, náo nức để chúng ta thực hiện cái nghĩa cử cao đẹp của mình góp những cái giọt máu đào uh, cùng với ngân hàng máu của tỉnh chúng ta cứu sống nhiều người bệnh Ngày hội hiến máu Quỷ Châu năm 2016 kết thúc trong niềm hân hoan của những người hiến máu và của cả những người vận động hiến máu vì họ biết rằng họ vừa mang lại hy vọng, niềm vui, hạnh phúc và may mắn cho những người bệnh. Bên cạnh ý nghĩa là điểm nhấn của ngày hội hiến máu Quỳ Châu năm 2016, nhằm hướng tới mục tiêu tạo chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện. Chương trình thời sự của Đài truyền thanh Trình Quỳ Châu đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại qua cổng thông tin điện tử huyện Quỳ Châu tại địa chỉ website www quỳchau nghệ an gov vn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau